ta nói mình đặt đồ đôi kìa. Có đôi đâu. Hả? Em biết rồi là anh đi với em là kiểu gì mà xinh trắng giống anh cái gì. Em thích dài mặt xinh trắng, cái mặt xinh trắng nhiều. Dĩ nhiên. Lâu lâu mình phải thể hiện chứ đúng không? Lúc đi bên cạnh anh em có an toàn không? Rồi nha. Nếu mà an toàn, tất cả mọi thứ xung quanh đều không trở thành cái gì đó nguy hiểm đó. Chỉ có cái người kế bên mình là nguy hiểm nhất thôi. Xô cái, tôi xô cái vậy. Từ ngày mà gặp Huy á, thì cuộc đời mình nó không còn bản nhạc dịu êm nữa. Trời ơi. Nó trở thành một bản nhạc rap hip hop. Cuộc đời anh đã từng là bản nhạc buồn, chỉ để em remix là anh sẽ lên luôn. Đây là cầm cho vô. Lúc nào phải ở bên cạnh để giữ cái thứ này cho vô hết trơn. Đúng không? Để coi chỉnh trang rồi coi. Để chỉnh trang rồi cho anh cũng thấy nơi. Lúc đầu nhìn vô thì thấy hả? Thấy xàm nha. Không, nói thiệt đi, lúc đầu lúc mới gặp nó nhìn vô thì thấy Huy sao? Xàm nè, có gì nữa nè? Thấy nhây. Nhây nè. Thấy Happy Day. Happy Day nữa hả? Mình về chơi Happy Day không? Giật thấy nha. Cái gì? Giật thấy nha. Thành nó hết. Bữa giờ đi quay với nhau. Ở chung đội vậy có chi tiền không? Dạ, cho em hết. Thắng tôi chơi rồi. Ơi mình làm cái kia đi, làm cái kia đi. Hứa nha. Hứa nha. Nếu mà lỡ thua em có muốn được gì không? Thua em muốn gì nữa? Em muốn được gì anh cho. Muốn gì cho cái đó luôn. Nếu mà em thua anh sẽ tặng cho em. Không cần gì. Để đáng nha. Xà.